thị xã Mỹ Hào hiện có 9 ca dương tính với COVID-19. Nhằm ngăn chặn sự lây lan, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo cho công tác bầu cử, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên địa bàn, bắt đầu từ 0 giờ ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào đã có quyết định 1.712 cách ly xã hội toàn thị xã cho tới khi có thông báo mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày đầu thực hiện quyết định này. Ngay đầu giờ buổi sáng, 10 chốt kiểm soát phòng dịch của thị xã đã đồng loạt đi vào hoạt động tại các tuyến đường tiếp giáp với các địa phương giáp danh. Cùng với đó, hàng chục điểm chốt của các phường xã, các thôn, các tổ dân phố, các khu dân cư có các ca nhiễm đều được tăng cường lực lượng và cấp độ kiểm soát theo chỉ thị 16 của chính phủ. Còn trong các khu dân cư, các tổ dân phố, dù có ca nhiễm hay chưa thì cơ bản người dân đều đã chấp hành khá nghiêm túc. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán, cơ sở sản xuất các mặt hàng không thiết yếu đều đã đóng cửa. Những hộ kinh doanh hàng thiết yếu thì cũng chủ động các biện pháp phòng dịch tối thiểu trước khi bán hàng. Người dân cũng không ra ngoài khi không có việc cần thiết. Gia đình tôi là có cửa hàng tạp hóa đấy, để bán phục vụ bà con, nhưng mà tất cả vì chung tay phòng chống dịch cho nên kể cả phải đóng cửa hàng chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành. Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp với phương châm chống dịch hiệu quả nhưng đảm bảo an toàn trong bầu cử. Kế hoạch mà tổ chức tiếp xúc cử tri đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp thì vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo chia cái khung giờ để cho các cử tri của chúng ta đi bầu để đảm bảo là không dồn vào một cái thời điểm, đảm bảo cái quyền lợi cho cử tri của chúng ta tham gia cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Với sự chỉ đạo kiên quyết, sự đồng lòng của người dân, thị xã Mỹ Hào phấn đấu sớm đẩy lùi dịch bệnh và tổ chức bầu cử an toàn và thành công.